Sao thế? Sao trông chị mệt mỏi thế? À, COVID với chả có việc. Chị đang nghĩ cách làm tiền. Làm tiền? Ừ. Làm tiền tức là đi làm để có tiền ấy. À, ý chị là kiếm tiền đúng không? Ủa? Vậy làm tiền có nghĩa không em? Có chứ. À, nhưng trong tiếng Việt, làm tiền có nghĩa là kiếm tiền một cách phi pháp. Dịch sang tiếng Anh có lẽ là to make money illegally. Thế nên là mọi người cẩn thận, rất dễ nhầm đó nha.